Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách sửa pin laptop. Đây là một chiếc máy laptop mình vừa mới tháo ra, nó bị hỏng pin, máy Acer. Đấy, tiện thể tháo ra thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn cách sửa chữa cái viên pin laptop này. Thì cái máy Acer này thì là pin trong máy, nên bắt buộc là mình phải tháo cái nắp máy này ra. Tháo cái nắp máy này ra thì mình mới lấy được thanh pin này ra. Đây các bạn này, mình mới lấy thanh pin ra. Thì nhân tiện này mình sẽ quay video để chia sẻ với các bạn cách khắc phục cái thanh pin này. Thì cái này là mình cũng hướng dẫn nhiệt tình luôn, không giấu nghề. Vì cũng chưa có ai làm cái video hướng dẫn sửa chữa về pin laptop cả. Có thì cũng chẳng qua là hướng dẫn các bạn là bọc kín cái thanh pin này và cho vào tủ lạnh, cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Nhưng mà cái phương pháp đó là không hiệu quả và không khoa học. Vì sao? Vì khi mà để vào trong tủ lạnh thì viên pin nó sẽ bị hấp hơi nước. Và trong viên pin laptop thì bao giờ cũng có những cái mạch linh kiện điện tử thì sẽ dễ gây ra hiện tượng chạm chập. Cái đấy nó không an toàn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo cái pin này ra và sửa chữa như thế nào. Rất đơn giản, các bạn có thể xem và làm theo. Để dẫn chứng cho cái pin đấy thì mình cũng có lấy hai viên pin rời. Hai pin này thì trong cái thanh pin này cũng có dòng pin giống như này. Ứng dụng của pin này thì không những trong pin laptop mà trong những cái đèn pin đội đầu hoặc là những đèn pin cần thiết đều có. Đây các bạn quan sát kỹ này. Đây là một cực này, đây là cực âm này, đây là cực dương này. Thì bao giờ người ta cũng làm cái đầu này cực dương là hơi bị lồi lên một chút này. Thì các bạn hiểu cho mình một điều rằng là cái đầu lồi này nó như một cái van bảo vệ các bạn nhé. Như một cái van bảo vệ để làm gì? Là tránh hiện tượng là lâu ngày thì nó bị phồng pin, chạm chập, cháy nổ thì nó có cái van bảo vệ này. Thế thì cột pin này thông thường thì nó cũng không phải là chết luôn đâu, pin này thì cũng hơi khó chết, nó chỉ bị lồi cái đầu này lên thôi. Tức là cái đầu này nó sẽ lồi lên thì lúc đó nó sẽ không tiếp xúc được với cái cực ở trong này. Nó là một cái van mà, nó không tiếp xúc được cái cực trong này thì nó sẽ ngắt điện và gây ra hiện tượng là không nạp được pin và cũng không cho dòng điện ra. Thì chúng ta cứ nghĩ là nó bị hỏng nhưng mà không phải nhá. Đây, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ dùng một chiếc búa. Cái này các bạn sẽ dùng một chiếc búa. Đấy, thật đấy, không phải đùa đâu. Chẳng qua là nhìn cái búa thì nó hơi thô tí thôi. Các bạn sẽ lấy một cái đinh hoặc cái vật gì đấy, cái đầu này hơi bằng bằng tí này. Các bạn đặt vừa với cái này. Sau đó các bạn đóng. Đóng sao cho nó xuống chứ. Cái này nó xuống chạm vào cái phần tiếp xúc của cái cực dương ở trong pin này thì là nó sẽ hoạt động lại bình thường. Đấy, sau đây mình sẽ tiến hành tháo cái thanh pin laptop này ra và khôi phục nó cho các bạn xem. Vì hiện tượng là bây giờ là pin này là nó hỏng 100% rồi, không còn có tác dụng nạp xả được nữa. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Thì các bạn quan sát cái viên pin này nó như thế nào thì viên pin trong này cũng như thế nhá. Rồi giờ mình sẽ tiến hành tháo viên pin này ra. Đầu tiên chúng ta sẽ bóc hết cái giấy này ra. Đây các bạn ạ, bóc phải thật khéo. Đây, chúng ta phải bóc cái này ra thật khéo. Rách thì lúc chúng ta quấn lại không phải quấn bằng dính điện thì nó dính cách điện thì nó đỡ xấu hơn. Cái này mình cũng có bóc nhôm nhòm mất rồi. Bây giờ rách cho các bạn. Đây các bạn, sau khi mình đã tháo ra, mình bóc cái lớp bằng dính của nó ra. Đấy là, thì đây nó có 4 thanh pin này. Mà cái pin mình hướng dẫn giờ ví dụ cho các bạn thì nó to hơn. To hơn cái loại pin này, chắc nắp cái pin này vào cháy mất máy luôn. Đây, có 4 thanh pin như thế này, giờ mình sẽ tìm cách mình cậy nó ra. Cậy nó ra là mình lấy đồng hồ mình đo. Đo đồng hồ để kiểm tra. Mình chứng cho các bạn thấy nhá. Xem là nó đang có hiện tượng là hỏng thật hay như thế nào. Rồi rồi. Ba cái pin này đang nối với nhau như thế này. Rồi.
Đây các bạn này, bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái mạch của nó, đây là những cái đường dẫn nối nhau này. Đây giờ mình sẽ dùng đồng hồ, mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây là cực âm này, bên này là dương này các bạn này, dương âm. Thì mình sẽ dùng đồng hồ mình đo. Mình sẽ để thang 50 dc. Rồi giờ là mình sẽ đo cho các bạn. Đây là bên này là cực dương. Bạn nhìn rõ đồng hồ không? Đây. Quay đây mình âm, đây dương. Không lên một chút pin nào các bạn ạ. Đây. Không lên một chút pin nào nhá. Con này là chết rồi này. Không xả được pin ra này. Rồi, giờ mình sẽ đo ở điểm này. Điểm này. Đây, đo hai điểm này thì lại lên này các bạn này. Hai điểm này tức là đo vào giữa hai thanh pin này thì là lên. Hai thanh pin này lên tức là mình đang lấy điện áp của hai thanh pin này. Rồi, giờ mình sẽ đo từng thanh một các bạn nhé. Xem thanh nào. Ở thanh này không có pin này. Thanh này pin không lên này. Thanh này pin không lên các bạn này. À pin có lên. À viên này sống rồi. Ok. Rồi, phải chứng tỏ là nó đang bị phồng ở cái đoạn đầu này. Đầu này. Đầu này. Mình sẽ giờ mình sẽ tháo tung nó ra và bắt đầu đục. Rồi. Giờ mình đã tháo hẳn nó rồi và giờ mình sẽ đóng lần lượt từng viên pin một nhé. Ok và cái gì đóng bây giờ. Đóng lần lượt từng viên pin các bạn nhé. Để xem là viên nào nó bị hỏng. Những cái gì tê nhỉ. Rồi. Giờ mình sẽ đóng từng viên một và lọc đo xem là viên nào nó hỏng. Đấy các bạn, đóng không phải bạo lực phết đấy. Sửa mà không tốn bỏ hàn, không tốn cái gì dùng búa thì nó cũng hơi buồn cười đấy các bạn. Nghe có vẻ hài hước. Rồi, cái đóng này ta lại đo tiếp. Cái đồng hồ đo. Bao giờ được thì thôi các bạn nhé. Bao giờ có lên điện áp thì mới là được. Vẫn chưa được này. Vẫn chưa được này. À có rồi. Ôi dồi ôi, ngon rồi. Ôi giờ có điện áp rồi. Ôi. Đây các bạn. Đã thành công các bạn này. Cái này chân nó tiếp xúc kém kém nhỉ. À, có điện áp này, đo thành 12V các bạn nhé. Ủa sở ngon rồi. Đấy. Và giờ để chắc ăn thì mình cứ đóng lần lượt từng viên một cũng được. Mà thôi. Thì đóng một viên này là được rồi thì thôi, không cần đóng nhiều. Đấy. Mình đóng lại thêm một tí nữa cho chắc chắn. Ok. Rồi lên rồi các bạn. 12V ngon rồi các bạn nhé. Ok rồi. Giờ mình sẽ tiến hành nắp vào và cho máy chạy. Đấy, chỉ bằng một mẹo vặt nhỏ đơn giản vậy thôi mà chúng ta sửa được một viên pin laptop đấy các bạn. Pin này mà đi mua thì cũng mất mấy trăm. Không phải là ít tiền đâu. Pin liền với dòng máy pin liền này thì cũng khá tiền đấy. Giờ mình bóc cho nó xấu thế này chắc là phải quấn băng dính các bạn ạ. Không được thẩm mỹ cho lắm. Nhưng mà thôi thì nó là pin liền, nó lắp vào trong thì quấn xấu một tí cũng không sao. Biển là nó xài được là được. Khôi phục được mà nó chạy được thì đỡ mất mấy trăm ngàn công cao rồi. Ok. Rồi, bạn chờ mình chút. Rồi, mình đã dán xong rồi nhưng mà nó hơi xấu, dán nó lởm nhởm, lúc mình bóc vội thì nó cũng không còn lành lặn cho lắm. Giờ mình sẽ nắp vào mình thử cho các bạn xem là nó như thế nào nhé các bạn nhá. Để tiện thể đây chắc là tí nữa để mình vệ sinh luôn cái máy này luôn, thì mất công tháo ra rồi thì tiện thể vệ sinh luôn. Các bạn xem video của mình thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để còn được xem những video
mới nhá. Rồi, mình sẽ đặt cái máy lên. Úi giời, mạnh tay quá các bạn ơi. Máy cũng hơi kiệt pin, mình phải sạc lúc thì mới bật được các bạn ạ. Để cắm sạc cho nó một lúc. Bật vì là pin này mình cũng để lâu rồi. Nó cũng kiệt quá rồi, không lên được pin nữa. Giờ mình sẽ... Ok các bạn. Nói chung là như thế này là... Đây các bạn, máy đang sạc ở đây. Đây, pin, phần trăm pin đang chạy đây. Đây, máy đang chạy pin các bạn nhé. Đấy, bắt đầu 0% rồi. Là máy pin quá kiệt, mình phải cắm sạc vào. Và mình sạc khoảng 1 tiếng gì đấy là bắt đầu là có thể sử dụng được đấy các bạn ạ. Bắt đầu nó có pin vào là có thể sử dụng được đấy. Và một lần nữa xin chào các bạn.